Kính chào tất cả bà con cộng đồng với các bác lớn tuổi hoặc là những em trẻ tuổi cũng thế. Mình xin nói về vấn đề bé Tường Lam nè. Là mình thấy một đứa trẻ thì thấy nó thì cũng sáng suốt, thấy nhìn cái mặt thì cũng đáng thương, nhưng tội nghiệp cho bé là nó bị một số người dẫn dắt nó là gánh một cái trọng trách quá nặng. Theo tôi nhận thấy khi bé bé này lên á, mình cũng không phải là mình thấy nó trẻ nhỏ mà mình hơn thua với nó để làm gì, nhưng mà mình là một người lớn, mình trưởng thành, mình đã biết cái gì đúng cái gì sai. Nhưng mà nhất là cái tu hành giữa giai đoạn này hoặc là những người không tu, mình phải sáng suốt, mình phải thấy bây giờ nếu nếu mà nói ra những cái chuyện vừa qua rồi, giữa cái clip đầu tiên mà để quay bé Tường Lam á, là mẹ nó nói á, coi như bé Tường Lam á khích nha, chứ không phải là thích, khích khích mặt cái đồ lam. Trời ơi, thì bây giờ cái đó nhiêu, cái đó là ra chợ mua là có liền để về để đóng mà lên lên để mà quay vậy thôi, chứ Đạo thực cụ tế con bé cái đấy, Tường đầu tư Lam, đạo cụ mà rẻ mà. chứ con bé Tường Lam này nó chưa biết ham cái bộ đồ lam này với ý nghĩa như thế nào. Tôi khẳng định đó là vấn đề, đó là một một chiêu trò, tôi khẳng định luôn. Chứ sự thật con bé nó chưa biết mặc cái áo lam này là nó phải làm như thế nào. Một người mặc áo lam phải đối với Phật giáo tôn giáo là nó phải một người như thế nào, hoàn toàn con bé này chưa bao giờ biết hết. Còn những cái bài mà bé nó đọc đó, chẳng qua là nó được một là một người nào đó đọc thường xuyên nó quen, hai là nó được bắt trên YouTube nó nghe thì biết nó thuộc lòng. Tôi khẳng định hai điều đó phải có, chứ còn thật sự nói là bây giờ cái gì mà nói là tự trong đầu nó suy nghĩ ra hay là tự trong đầu nó phát ra là tôi không tin. Chính Bị xác. gì á, bị gì á, bây giờ tôi nói nè, nếu tự trong đầu nó phát ra đó thì bây giờ những cái chuyện gì nó nói đó là dẫn chứng cho tôi thấy đi. Cũng như bây giờ nó tiếp xúc được với ông thần tài với ông địa, thì tôi hỏi tất cả dân Việt Nam mình từ hồi đó tới giờ mấy chục triệu dân này, có ai mà tiếp xúc được với ông thần tài với ông địa chưa? Không lẽ trên đời này có một mình bé Tường Lam này? Còn nếu mà nói là cái phần đạo đức thì không lẽ có mình con bé Tường Lam này có đạo đức mới tiếp xúc được với ông thần tài ông địa sao? Còn nếu mà nói về vấn đề nói là Phật Bồ Tát tái sinh, tôi không tin nữa. Bị gì á, hồi đó giờ tôi cũng chưa nghe ông bà nào mà lớn tuổi mà nói là Phật hay là người nào tái sinh là người nào là Phật Bồ Tát hết, tôi cũng không nghe xưng tê xưng danh vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói cái câu này là tôi bức xúc nè. Đệ tử trong đạo, trong tôn giáo thì hay là trong đạo gì đó, hồi đó giờ nghe nói vấn đề đó chứ mình cũng chưa thấy, nhưng mà cũng nghe nói thôi. Thì bây giờ nói là đệ tử của Phật thì tôi nghe nói đó là danh từ đó thì nghe cũng dễ nghe, bởi vì đệ tử của Phật thì có, tôi có nghe. Nhưng mà nói là lính của Phật Bồ Tát Quan Âm là tôi câu đó sao tôi nghe phàm phu tục tử quá. Cái câu thường thường ở này nè anh, em cũng có riêng ở miền Tây là em cũng có mấy ông bạn với mấy ông đồng nghiệp ở miền Tây cũng nhiều lắm. Thì cái câu từ mà cái như giống như người làm của ổng đó, người làm của ổng là ít bao giờ ổng nói là thằng em thằng đồ, mà ổng hay bảo là thằng lính. Giống như là anh cần cái chi thì để tôi nói thằng lính tôi cái nó mang qua cho anh, hay là anh cần cái chi để tôi nói thằng lính tôi nó tới thế này khác. Có nghĩa cái từ lính đây là em đang nghĩ là con bé Tường Lam này nó cũng nghe là nghe từ ba từ mẹ thôi, chứ thật sự ra trong trong cái đạo Phật mà không có cái chuyện mà cái như là lính hoặc Thì đúng rồi, sếp đúng thành ra cái câu từ mà nói là lính của bà Quan Âm thì tôi thấy cái này nó rất là phàm phu tục tử. Thì tôi dự đoán nghe là cái ngày này á là chắc có lẽ là ba bé này làm cũng là trưởng phòng kinh doanh gì đó, rồi cũng là có chức phận ở trong một cái dưới quyền giám đốc. Thì bây giờ khi anh trưởng phòng này anh có quyền thì thí dụ như cái công việc gì ở các chỗ gọi lại á,
thì bây giờ ảnh có quyền quyết định. Thì bây giờ nếu cần thiết gì để tôi sai lính tôi nó đi qua để nó đem cái đó cho anh, hay là để tôi sai lính tôi ra lấy. Thành ra từ cái danh từ này là con bé này nó nhiễm từ cái trong hệ thống gia đình nè. Chứ hồi đó giờ tôi cũng xin hỏi này quý thầy của tôn giáo, thì bây giờ hồi đó giờ quý thầy có nghe được thầy nào là lính của Bồ Tát, hay là lính của mà Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là lính của Phật Thích Ca không? Chứ tôi nghe nói đệ tử thì có, chứ còn lính không nghe. Thành ra bởi vậy á, thành ra tôi thấy cái chuyện này á, càng ngày á, thì nếu bây giờ chứng minh, cũng như hôm hổm tôi cũng lên cái kênh anh, tôi cũng nói rồi, nếu cái kênh của anh lên á, tôi bảo đảm mẹ của bé Tường Lam này lúc nào cũng trực tiếp để nghe cái kênh của anh đó, theo tôi nhận định đó. Thì tôi yêu cầu mẹ của bé Lam này á, không có một cái ý trục lợi hay là dựa vào cái vấn đề mấy cái câu mà của bé Lam thuộc này á, mà có nhiều người tín đồ u mê hoặc là những người bên ngoài đi, thì tôi thấy rất là tin. Thì thôi bây giờ á, chứng minh mẹ bé Lam không có vấn đề á, là mình câu dắt đi. Thì bây giờ cứ nói y như lời tôi nói vậy đó, hôm nay tôi nhắc lại nè. Thì bây giờ cứ nói là tôi với vợ chồng tôi khẳng định là 100% không bao giờ nhận tiền của bá gia bá tánh hay là mạnh thường quân gì gửi về hết. Thì chính đồng tiền lao động của vợ chồng tôi làm ra để xây dựng cái tương lai, cái gia đình nhỏ của tụi tôi để nuôi con thôi. Thì cái đó tôi mới tin. Còn tới bữa nay mẹ bé Lam cũng chưa dám lên nói trả lời cái câu của tôi yêu cầu mà. Thành ra tôi hôm nay tôi nhắc lại cái câu đó một cái, thì mẹ bé Lam cũng nghe cái lời nói này của tôi đó, thì cứ việc mình lên mình nói đi, mình thẳng thắn, mình không có cái nguyện vọng, mình con người tu thì không có lợi lộc, không có mượn danh đạo tạo danh đời, thì đừng có mượn đứa trẻ vậy á, tội nghiệp cho nó lắm. Thì bây giờ với cái nữa, thì bây giờ tôi thấy là cái vấn đề bé Lam nó lên đó thì nó nói cái câu á, bây giờ á thích cái chùa rồi thích cái nhà để cho có cái nhà che mưa che nắng để cho mẹ con mừng với mẹ con khen. Thì cái mẹ con khen này á là tất nhiên con phải nói y vậy nha, nói vậy rồi con thích cái nhà vậy đó để che mưa che nắng cho người ta thương mình, người ta sẽ gửi tiền về cho mình. Rồi á cuối cùng á thì con nói y vậy đó, đặng rồi mình mới có được cái nhà, rồi mẹ vậy là ngoan, vậy là mẹ khen, con phải nói vậy nha. Thì thằng ganh nó mới nói được vậy, được cái nhà để cho mẹ mừng rồi mẹ khen. Thành ra tôi dự đoán có cái cảnh có cảnh mà con bé nó bảo là con chỉ ước có một căn nhà đó, rồi con mẹ nó nói vô luôn là có căn nhà để mà khỏi tốn tiền thuê nhà là đúng không con? Nó giả rồi á. Đây là một trong những cái thấy là thằng Phật bây giờ xuống còn đồ nhà đồ xe không anh? Rồi á, tôi thấy cái này nữa, cái nói cái vấn đề cái nhà, cái bắt đầu cái thằng kia nó hỏi kỹ lại, cái nó thích cái chùa, cái mẹ nó nhảy tưng lên, có nghĩa là để cho người khác người ta tin tưởng là con bé này là một vị tái sinh để phổ độ chúng sanh, thành ra ta ủng hộ để cho con nhỏ này với cha mẹ nó có nơi yên ổn, đặng rồi ủng hộ đặng cho sau này cứu độ gia đình mình. Mấy người đó quá mù quáng, tôi thấy quá mù quáng luôn, hy vọng cái chuyện đó là quá mù quáng. Rồi tôi nói cái mù quáng ở chỗ này nữa nè, bà ngoại nó là bệnh coi như là bác sĩ coi như là chụp ra cái phổi đen thui rồi, mà con bé này nó nhìn nó thấy có những là coi như là con mắt của nó nhìn thấy là có một cái vấn đề đó, tôi cũng không biết gọi là cái gì đó, đứng một hàng vậy để từ ngoài đường vô tới trong nhà cho trước nhà để rồi chờ dẫn dắt bà ngoại nó hay là đòi qua hồn gì đó. Nhưng mà cuối cùng á là nó khuyên mẹ nó, rồi cuối cùng mới giác ngộ là hứa hẹn ăn chay rồi sẽ cúng mà đi làm từ thiện 1.000 ký gạo, thành ra bà ngoại nó hết bệnh. Như vậy thì bây giờ 1.000 ký gạo mà để cho bà ngoại nó hết bệnh như thế đó đó, hoặc là mẹ nó hứa vậy rồi cuối cùng ăn chay á, thì bây giờ hôm nay tôi cũng nói luôn vậy, ở xóm tôi cũng có một người
cũng con đông lắm, ông đó năm nay cũng lớn tuổi rồi, con ở ngoài nước ngoài hết, cả chục đứa vậy đó, giàu lắm. Mà bây giờ có cái nhà quy mô bên đây nè, mà ổng lúc đó là ở ngoài hết rồi, cuối cùng mướn người ở, rồi bây giờ ổng đang bệnh nặng, mà hình như là bác sĩ cũng nói là ổng bệnh phổi gì đó. Thì bây giờ nếu con bé Lam này mà nếu mà nói là có người con mà có hiếu vậy rồi cúng, có nghĩa là phát gạo từ thiện như vậy, thì cái tai nạn sẽ qua rồi, bà ngoại nó sẽ hết bệnh. Thì bây giờ nếu một người con mà có hiếu như vậy thì cha mẹ lấy được cái sự sống lại. Thì như vậy bây giờ hôm nay sẵn cái kinh này anh đưa lên giùm đi, tôi cũng yêu cầu cha mẹ bé Lam á, rồi xin cái số điện thoại rồi tôi chỉ cái địa chỉ, rồi xuống đây dẫn bé Lam xuống đây để nó nhìn cái ông đó qua khỏi không, hay là chừng nào chết, chết ban đêm hay ban ngày. Còn nếu qua được mà nếu có người con mà để làm từ thiện phát gạo cho bà con vậy đó, mà qua khỏi được cái căn bệnh đó, thì con người ta có nói, tại vì người ta mới về người ta cũng chưa có nghe rõ cái vấn đề trong Việt Nam mình mới có một bé nghe coi như là tái sinh lại vậy nè, lính của Bồ Tát á. Thành ra bây giờ dẫn bé xuống đi, rồi người ta sẽ hứa cam kết, người ta sẽ cúng, người ta sẽ hiến là 10 để cả 1.000, cái này người ta hứa là 10.000 ký gạo luôn, ta sẵn sàng ta làm giấy tờ luôn rồi á, cho người ta có ra mặt chính quyền cái chứng luôn nữa đó. Rồi cuối cùng nếu cha người ta hết bệnh đàng hoàng, đi chụp hình phổi lại mà cái phổi không còn bị đen, là qua cái cơn bệnh vậy, người ta rước cha ta đi về ngoài nước ngoài luôn, là tài sản này người ta cho luôn. Thì bây giờ bé Lam với vợ với cha mẹ xuống ở quản lý cái tài sản này Kèo thơm đấy anh, hả? kèo thơm thơm lừng luôn đấy. Không, ngon lành à anh ơi, bởi vì cả 10.000 công đất là ở 10.000 mét vuông đất là 1 hecta đó, mà cái nhà quy mô, cái nhà cất mà máy máy Thái hay máy Nhật gì á, lạ lạ chứ không phải như là nông thôn ở dưới tôi nha, nguyên một cái xóm đó là nhà đó là chổi nhất luôn á, là người ta có nói tôi vậy đó. Ta nói nếu mà có lên được cái kinh á thì nói giùm, đăng kinh anh lang thang này anh đưa lên giùm, rồi á cha mà bé lính cứu Bồ Tát này á xuống rồi bắt đầu mới nhìn ổng coi có thể là qua được hay không. Rồi người ta hiến là 10.000 ký gạo lận chứ không phải là 1.000, rồi tài sản đó người ta giao, người ta cho luôn, người ta rước cha ta đi. Thì tôi thấy cái này nếu mà giúp được thì cũng cũng nên giúp chứ. Đúng rồi anh, cái này thì nếu mà làm được vấn đề này thì chung là cũng cả hai cùng có lợi đó. Bé thì cũng là bớt khổ mà lên mạng để mà xin nhà đúng không ạ? Dạ đúng Bớt rồi, khổ lên mạng để mà để ao ước, và cái người thân của anh kia thì cũng bớt bệnh, rồi anh đưa sang Mỹ, sang Pháp gì đó để mà phụng dưỡng cho cha mẹ, thì đây là một trong những cái việc là em thấy là cái phước, coi như là phước cao như núi đó cũng anh. cần nên làm á anh ơi, chứ bị gì đây này, giúp cha mẹ người ta được đoàn tụ nè, Chính là cái xác. trước mắt hữu hình nè, là không phải là còn trông ngóng bên kia mà trông ngóng sợ cha mẹ mình bên đây, Đúng rồi rồi, bên đúng đây rồi. thì trông ngóng gần gũi con mà cái sự sống không còn được. Thành ra bây giờ cái này là theo tôi nghĩ nếu cha mẹ bé Lam nghe được thì lính của Bồ Tát cũng nên xuống để hỗ trợ giúp giùm một cái gia đình này đi, rồi trước nhất là người ta bỏ tài sản là ta hiến, người ta cho rồi thì coi như đâu còn ao ước rồi khỏi còn nguyện vọng mà để đi đầu này đi đầu kia rồi để này thế nọ rồi ước này ước kia nọ rồi người ta xin người ta từ đồng từ cắt nó cũng khổ lắm. Còn cái này là cái kèo này thơm đó. Kèo thơm anh thấy là một lần là giao cả sổ cả giấy tờ luôn đấy, ok đó. Dạ, đúng rồi, ta nói bà con ta giàu mà, người ta nói vấn đề người ta đại diện một đứa về thôi, còn anh em ta đồng ý vậy đó. Bây giờ yêu cầu miễn xuống mà nhìn thấy được ông lão này qua được cái căn bệnh này, rồi nếu mà thường nghe nói là hiến 1.000 ký gạo mà mua được cái sự sống nữa, mua được cái tuổi thọ nữa, thì ông này qua được cái cơn bệnh này mà đem ta phải trước khi đó là ta đem bác sĩ chụp cái X-quang cái phổi, rồi cuối cùng á mà ta đem ta chụp đại ta kiểm chứng đâu đó đàng hoàng, nếu mà cha ta mạnh giỏi khỏe được coi như là cuối cùng là ta giao hết tài sản mà rồi, ta đem mà cái cha ta vấn về đề đó. em hỏi anh nè, cái vấn đề đây thì cũng cũng tùy theo ngang. Bà ngoại của bé Tường Lam là bà giả À, dạ có chua nói câu này à, còn cái vấn bà đề ngoại anh phải hỏi kỹ là cái anh kia là
ba của ảnh là trước anh có giả cua không, cho thấy là nhiều lúc giả cua hay không giả cua đó anh. Không giả cua là khác à, giả cua là khác à. À, giả cua là chứ, chứ bên kia có thủ một câu rồi, tôi có nghe. Nếu bé Tường Lam mà đón cái tuổi thọ của người nhiều quá đó thì sẽ bị bệnh. Thành ra từ cái câu đó là cái câu người giật lỡ nói đi rồi phải có thủ lại câu, đặng mai mốt mà bối không nói không có đúng á, với gặp không nói được nữa đó thì do nguyên nhân bà ngoại không có cho nói. Thành ra từ đó tôi thấy người ta có thủ thả hết trơn anh ơi. Với câu mà đón tuổi thọ, nếu như mà cái như là thọ ít quá thì cái như là mua gạo rồi đấy, thì đây cũng là một trong những cái hàng hai, đâu có gì sắc được đâu. Cái mà nếu như em nói cái dự án mà 1.000 kg gạo của bé Tường Lam này gọi là cái như nó khả thi đó, thì em đảm bảo với anh là những ông mà tí phú đô là ông sẽ sống cái như là trường sinh bất tử. Ông cứ nói thật sự, tiền ông bây giờ đã làm gì? Tiền có nhiều là mục đích để mà phục vụ bản thân, bây giờ cứ là mua cái 1.000 kg gạo phát một cái là được 5 năm tuổi thọ. Thì em nói thật sự ông này em bỏ ra khoảng tầm, em nói anh khoảng cỡ như là cái như là đôi 30.000 đô là anh kiếm được là mấy chục tuổi thọ rồi, không sướng sao anh, cần gì đến bác sĩ. Tôi thấy hầu như nếu mà cái sự mà của bé Tường Lam này nó nói lên mà có kết quả bằng thật sự mà chứng minh, nếu lo được cái khoa bệnh ở chỗ địa phương tôi này á, là tôi hứa với anh những bà con mà có con mà đang cho đi học ở trường đại học dược ở thành phố, như những cái mà cái trường đại học về bên nhà bên bác sĩ đó, bên dược á, là coi như mấy đứa sinh viên đó nó bỏ học hết trơn. Đúng rồi, bởi vì sao, ra bác sĩ rồi đâu còn trị được ai đâu anh. Chính xác anh, mấy thầy chùa chắc sắp tới cũng đóng cửa chùa hết rồi. Vì bây mấy giờ ông bé Tường Linh nó bé Tường Lam nó nói là linh hơn mấy thầy chùa mà. Mấy ông tội nhất cho mấy ông sư kia, một ông á thì cũng chủ trì cũng mấy chục năm cả cuộc đời làm sư rồi, cũng giảng đạo rồi, cũng mở khóa tu rồi. Cụ thể như những cái chùa lớn cũng mở khóa tu cho người ta học hoài đó anh. Chính xác. Rồi mấy ông đó sau này bắt đầu là phải bỏ áo cà sa về quê mình sống với vợ thôi, chứ bây giờ đâu còn đệ tử nào lại mà học nữa đâu. Đúng rồi á, cái xã hội này có thể là cái tớp nhỏ này nè, nó cứ ăn chơi đi rồi lường gạt lẫn nhau, rồi trộm cướp gì cũng được hết trơn á. Lỡ mà có thoát tội được ở thế gian này á, xuống âm phủ mà ở trong địa ngục đó cả hàng ngàn người, cái bé Lam này nó đi ra nó đọc vài câu cái giảng sanh, cái bắt đầu được giải thoát hết trơn hả anh ơi. Một đâu câu, còn tội lỗi gì nữa đâu. Một câu thần chú của bé Tường Lam là cứu được 1.000 người đã thoát khỏi địa ngục đó. Thành ra từ cái chỗ đó bởi giờ tôi mới nói là bây giờ coi như là vô tình mà cái xã hội này nó loạn á, bây giờ đâu sợ tội lỗi đâu. Đúng rồi, mình cứ ăn chơi rồi cuối cùng mình cứ quậy phá. Rồi nếu bây giờ nếu mà trên này mấy anh nấu xanh chộp cổ được á thì mình chết, còn chộp không được mới mốt chết, chứ có tội lỗi đâu. Chỉ cần gom lại cả ngàn người cái nó chỉ cần đọc mấy bài chú cái bắt đầu là thoát nạn hết trơn rồi. Thành ra từ cái chỗ này tôi thấy tôi cũng hầu như là tôi thấy cũng hoang mang lắm đó anh ơi. Bây giờ cái vấn đề này tôi nhìn đi nhìn lại với cái này nữa nè anh, cái bữa mà trên chùa Hoằng Pháp đó, cái ông thầy ông mới hỏi bé trước khi con ngủ á, rồi con có đọc kinh hay là con nghe kinh gì không á, cái nó nói con có nghe kinh á. Cái tôi thấy mẹ bé Lam á sững người lên anh. Giống như là anh trúng cái ớt đó, thấy mặt thầy cây xé luôn. Sự người lên nó thấy luôn, nói thiệt cái tại nhìn trong màn ảnh đó nha. Chứ nếu mà những người mà ở tại chùa ở bữa đó mà mấy người mà quỳ mấy trước đó ha, là tôi bảo đảm nhìn thấy mặt mẹ bé Lam lúc đó mà có còn miếng máu nào tôi thua anh á. Có nghĩa là sửng sốt, nó phải bị một cái cú sốc mà rất là nặng, khủng khiếp. Cũng như là tôi vừa ăn trộm xong mà cái bắt đầu cái anh nói là đêm hôm này cái tôi đi ăn trộm thì hai thằng mà bắt đầu vô tình cái anh nói với tôi cái thằng A kia mới bị công an xốp cổ, nãy tao đi ngang tao thấy nó bị còng rồi, là tôi đương nhiên là tôi nói thiệt chứ tôi đang ngồi với anh là hai cái giò cũng như xào đáy á.
Trời ơi, nó thốn đến nỗi như thế đó chứ không vừa đâu anh ơi. Tôi nói thật với anh á, tu là phải sáng chứ còn hỏi phải quán. Còn bây giờ á, thí dụ bây giờ con bé Lam nó lên nó ngồi đó và bắt đầu á, cổ xí cho nó, vô tình hại nó. Tôi nói câu này tôi nhắc đi nhắc lại, con bé này may mắn là lúc này nó còn nhỏ cũng còn đỡ nha, chứ nếu lúc này giữa nó mà tuổi 14, 15 mà nó được tưng bốc lên cỡ này ha, là tôi bảo là anh trong vòng 6, 7 tháng sau thôi hoặc năm sau thôi là nó có thể nó bị trầm cảm rồi, nó đi tới là con đường cùng của cuộc đời nó sẽ không còn tồn tại trên thế gian này, chứ lính Bồ Tát mà chịu không nổi đâu, không Ok, có anh nổi là thấy cái sự cái mà bây giờ là để cho bé, mà để cho những cô những chú mà đám tuổi ông bà cha mẹ mà cứ là khấm nấm lại mà chắp tay lạy nó, thật sự cực kỳ phản cảm anh. Mấy tôi cái này nó thấy thật vậy sự anh. em cực kỳ phản cảm. Em thấy là tôi nó có những cái gì đó mà tội tội cho bé. tôi thấy vậy. Ở quê tôi có những cái ông mà lớn tuổi nha, người ta sống, người ta ăn thất tình mà lục tình thất tình rồi đó, người ta sống tới 60 tuổi 70 tuổi đó anh, cái người ta tổ chức ra một cái tiệc, người ta mần con bò con heo vậy đó, cái rồi người ta mới ngồi ở đó để người ta giáo dục con cái, dặn công ăn chuyện làm mình tránh giữ làm lành này kia nọ, rồi tích cực làm ăn để rồi phát triển gia đình này kia nọ, các con cháu cũng có lại lục rồi bưng rượu dưng rồi nữa. Không, ở quê anh không biết có không chứ quê tôi đã có. Thì cái chuyện đó tôi thấy là coi như con cháu mừng tuổi thọ của ông bà cha mẹ mình để quỳ lại, cái đó là tôi thấy có ở quê tôi nha, cái Đúng rồi nào anh. có là tôi nói. Còn vấn đề mà con nít mà lên ngồi đó mà để ông bà cha mẹ lại thì tôi thấy không có anh ơi, Chính cái xác, này chính thấy xác, tổn chính thọ, tổn xác. thọ nha anh. Để tôi nói nghe, đi chùa đó tôi có lúc tôi cũng có đi chùa, tôi hiểu. Thí dụ một người lớn tuổi người ta đang, người ta quỳ người ta lại đây, mình cũng lớn mình chưa dám đi ngang mặt trước mặt người ta, đi ngang mặt người ta mình chưa dám, phải đi vòng lại mấy sao đi tránh một bên. Còn cái này nếu mà nó nhỏ bé như vậy á, mà để cho bao nhiêu người kia mà để lại nó, mà cái sự thật nó không phải là nó là lính Bồ Tát cái chuyện đó là lính của Quan Âm, Chính xác, chính xác. thành ra để cho mà bao nhiêu ông bà lớn tuổi mà ta hiểu nhầm cái chỗ tưng bốc này lên á, dàn dựng này lên mà để cho lại nó thì tội nghiệp nó, tổn thọ nó, tội nghiệp tổn thọ đó, Chính thành xác ra anh. cái chuyện đó tổn đức lắm. Mà cái người nào dàn dựng lên này rất là ác, rất là ác, tôi khẳng định. Nếu mà bây giờ con bé này mà nó làm được như vậy á, là chứng minh á, là tôi cái việc gì mà nó nói ra mà bây giờ chứng minh được, là tôi nói thiệt bao nhiêu tôi vẫn chấp nhận cá với cha mẹ bé này hết, không có ngoài cái ông bé này nó có nghĩa là nó thuộc lòng những cái kinh đó thôi. Đây là tôi nói là mấy người kia nói là nó chật, nó đọc không có sai một nét nào hay là một cái chữ nào hết, cái đó rất kỳ dễ. Anh thấy mấy cái chương trình thi mấy đứa mà nó ca nhạc tí hon đó, cái thằng Quốc Đại nó huấn luyện mấy đứa nhỏ tuổi đó anh, từ 4, 5 tuổi trở lại 2, 3 tuổi đó, Chính ba xác, tuổi bốn chính tuổi xác, chính đó, xác nha. anh thấy nó ca nhạc rất là đúng nốt đúng nhịp, có nghĩa là đó qua chẳng qua là nó thông minh đào tạo. Thí dụ anh cho cái gì nó quen là nó phải nhớ, à Dạ trí đúng óc của rồi, nó đúng là rất rồi. là nó sáng suốt, bị nó đầu óc nó chưa có vấn đề tính kinh tế lo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, người lớn tuổi thì còn tính này tính kia tính nọ, đôi khi mấy chuyện ấy còn còn phải quên. Còn con bé này nó cũng như bao đi nhiêu đứa trẻ con nít khác thôi, chứ không có cái việc gì mà Bồ Tát chỉ đây hết trơn á, có bộ chứ thành ra đừng có đưa nó lên quá mà vô tình hại cuộc đời của nó. Tôi nói thiệt mấy người này trục lợi cái chuyện này là quá quá sai lầm, thành ra tội. Chứ chứ anh thấy đi, chương trình là mình cũng đã coi trước mắt đó, vấn đề mà mấy đứa con nít nhỏ đó nó lên nó ca đó, nó đâu có coi như là nó rất là chuẩn chuẩn hơn cái người lớn mà không có học, không có tập vấn đề mà bên thanh nhạc. Còn vấn đề nó nghe quen này là nó thuộc đây nè. Từ lúc đầu á, tại sao mà con mình á là nó sanh như vậy là mình biết tuổi tác nó cỡ nào, nó mới vô lớp mấy cái lớp mà chồi lớp mầm lớp chồi lớp lá là mấy mấy bây giờ cái tuổi nó được bao nhiêu mà nó phải vô đó, mà tại sao cuối cùng muốn hạ tuổi con bé này xuống nhỏ nhỏ để cho người ta dễ tin. Chính Con xác bé anh. này đó là cái đó là dứt khoát, cái chuyện này là nhiều anh em đã nói rồi, là coi như những người không
tu cũng vậy mà không tu cũng vậy, không có nhìn kỹ, nhìn cho chính xác, càng nhỏ là càng dễ tin. Đây nè, con bé này nó chỉ thuộc lòng mấy đó thôi, coi như là nó thuộc lòng thôi, chứ ngoài ra nó cũng không có phải cái gì mà thiêng liêng hết chứ, đừng có nghĩ cái đó là một điều sai lầm. Tôi rất là bức xúc, chứ không phải là mình ghét gì nó hay là gì, không không có giận con nhỏ này, nhưng mà giận những người đạo diễn, Chính xác, chính xác. giận những người đạo diễn coi như là ma mị để rồi gạt tiền gạt bạc người ta để thủ lợi thôi, chứ ngoài ra cái sự thật nó không có cái gì mà màu nhiệm hết. Ai mà nghĩ màu nhiệm đó là quá quá mù quáng. Mà còn nếu người nào mà gửi tiền gửi bạc về để cho ủng hộ cho cái vấn đề một cái gia đình này á, là coi chừng là bị sai lầm, cũng bị lường gạt, chứ ngoài ra không có cái chuyện gì hết. Bởi vì tôi nói thật với Em anh nói là anh, nhiều khi mình cái vấn đề đây là cái màn kịch đây là người ta cũng có cái sự gọi là cái là tính toán trước rồi. Đã đưa con lên là coi như là sau khi người ta đào tạo một đứa trẻ gọi là nó ok bắt đầu người ta mới đưa lên. Anh thấy cái chương trình mà coi như là năm đứa đưa đưa đưa, đưa trẻ trong cái tỉnh thất Bồng Con không? Đấy, người ta đưa lên chương trình thách thức danh hài thì phải có một khoảng thời gian người ta luyện tập. Đấy, mà có những đứa gọi là nó còn nhỏ tuổi hơn bé Tường Lam này nữa mà nó lên nó vẫn diễn được, nó lên vẫn còn nhớ những chi tiết luôn. Đấy. cái đó thì chẳng qua là huấn luyện á. Chính xác anh dạ. Tối ngày bây giờ con cứ làm bao nhiêu đeo cái máy ở đây, mà mỗi đứa đeo cái máy, mà thành ra từ cái đó con bé Tường Lam này cũng vậy á. Còn nói là vấn đề nó nằm ban đêm á, là mà Quan Âm dạy cho nó hoàn toàn vô lý, không có chứng minh cái chuyện gì mà như vậy hết. Tôi nói thật, bây giờ nói cái gì cứ chứng minh đi, tôi tin. Còn nếu mà nó tiếp xúc được với thần tài với ông địa là gia đình nó không có nghèo. Chính xác, Thí chính dụ xác. bây giờ ông địa với thần tài mà tiếp xúc được với nó như vậy thì bây giờ á không lẽ không giúp gia đình nó sao? Tôi thấy cái chuyện đó tôi không bao giờ tin, mấy cái chuyện đó là dơ dẫn, đó là để nó gạt người ta thôi. Mà người nào á thì coi như mù quáng là tin. Bởi vì tôi cũng buồn cho mấy ông lão, tôi thấy có hai ông lão kia cũng tóc cũng là để dài rồi râu cũng bạc rồi, nhưng mà lên Dũng dẫn hai ông trùng một tên nữa mà tiếc là tôi quên tên rồi, nhưng mà cũng tôn sùng bé Tường Lam này là coi như cũng một vị thánh nhân, coi như vị Bồ Tát tái sinh đây để rồi cứu độ chúng sanh. Trời ơi, cái chuyện đó dơ dẫn vậy mà cũng đứng lên nói cho bằng được, rồi không biết rồi cũng có người vỗ tay, tôi thấy thiệt kỳ. Còn cái bà kia bà cũng lên, bà mặc áo vàng, bà ngồi trong một cái bàn ba bà, có cái anh kia thanh niên cũng 50 ngoài tuổi rồi. Trời ơi, bà nhìn bà thấy hết trơn, chưa nói chịu hết tin đi. Thật cái này là đầu thai tái thế này kia nọ, bà kia bà nói không phải, đừng nói như vậy là không đúng. Bà nói tôi thấy rõ ràng, trời ơi tin tôi đi. Trời đất mẹ ơi, tôi nói tin rồi cuối cùng á cũng như con ven vậy đó, cuối cùng rồi súng mà lại cái phao câu nó, rồi cuối cùng bây giờ á là nhục mặt hết trơn rồi, rồi nín he hết trơn. Bởi vậy còn cái này á, là con nhỏ này không phải là chủ động của nó, mà chủ động là của đạo diễn, là của người lớn. Chính Đáng xác, trách là chính trách xác. người lớn, trách người lớn là chứ không trách con nhỏ này. Nhỏ này là nó cũng là một nạn nhân thôi, nếu Đúng đúng anh, chính xác ra anh. nó là một nạn nhân, mình phải nhìn nhận vậy. Bà con cứ nghe cứ nghĩ kỹ đi, nó là một nạn nhân. Còn ai mà mù quá mà nghe lời đó dớ dẫn đó là coi chừng sẽ sập bẫy thôi, tiền mất tật mang rồi ân hận. Chứ sự thật là con nhỏ này á, là nó cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác. Tôi vừa coi có kênh kia quay cái thằng bé kia, bé trai đó ở Bến Tre đó, hầu như là chữ trong tờ báo đem ra là nó đọc được hết rồi. Cái anh YouTube kia đem cái cuốn 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 mà của xe Toyota đó đọc là nó đọc được hết luôn, coi như là nó đọc được hết. Nhưng mà sự thật nó viết chữ không được mà nó chưa từng đi học, cái đó là cái bẩm sinh đó, mình thấy đó là bình thường thôi, Đúng rồi anh, nó đúng rồi. giỏi hơn những đứa khác thôi, chứ sự thật nó không phải là tiên thánh gì đâu, đừng có nghĩ đó là tiên thánh là sai lầm. Còn con bé Tường Lam này chẳng qua là bắt máy cho nó nghe,
rồi cũng như là ông thầy đó, ông mới hỏi đó, trước khi con đi ngủ con có đọc kinh hay là con nghe kinh hay không. Nó nói là nó nghe kinh chú Lăng Nghiêm rồi nghe kinh gì nữa Lăng đó, Nghiêm đúng không? chú Đại Bi gì đó. Nó nói cái là thấy mẹ nó sững người lên mà làm như là con cá lóc mà bị tụi nó chích điện mà nó xịt cái dưới nó chừng lên cái vậy đó anh. Trời ơi tôi thấy giật mình như cổ luôn á. Cái đó mà không té xỉu ngang nữa mà cũng là may mắn, cũng còn bình tĩnh chút rồi chứ nó giật mình luôn Cứu luôn á. Thiệt tôi nói thiệt, nhìn thấy nó cái gì thiệt á là nó dễ lắm, còn cái gì mà giả thì tôi hứa với anh là sớm muộn nó cũng lòi. Bây giờ cũng như anh có so sánh đối với kinh anh với những cái kinh khác, anh cũng như là một hạt cát, còn của người ta là nó lớn bằng cái núi của người ta, hàng triệu người ủng hộ, còn anh nó thì cũng số hàng ngàn người trở lại thôi. Nhưng mà tôi nói với anh á, cái cát đá sỏi đá sào bằng á nó khác, còn cái thiệt á là cái vàng với cái hột sòn với cái kim cương á là nó khác. Thì thấy cái số lượng nó nhỏ vậy đó, nó không có to vậy đó, nhưng mà cái chất lượng cuối cùng sàng lọc đi lại là cái vàng là người ta thích, cái kim cương nó có giá, cái hột sòn nó có giá, chứ ba cát đá sỏi là đó thấy nó ngụn ngụn vậy chứ nó không có giá trị gì bằng mấy cái kia đâu. Mình cứ đấu tới cùng, cái chuyện này mình thấy không chân lý, nói tới cùng tôi cũng dựa với anh tôi cũng nói tới cùng, nếu mà bây giờ sự thật mà Bồ Tát ở trên mà hay là tái sinh gì mà để cứu độ chúng sanh này, tôi là cái thằng không hiểu được, tôi không thấy được cái Bồ Tát thầy Quan Âm gì đó tái sinh gì đó, thì bây giờ nếu mà ấy là tôi có nói chật nữa rồi tôi chết hay là tội lỗi cỡ nào tôi chấp nhận hết, không ngán. Cái đó là tôi thấy tôi cái chuyện gì tôi thấy không tin tưởng được là tôi không nói, tôi cũng phản ảnh tới cùng, tôi cũng không sợ cái chuyện gì, tôi cũng không sợ xúc phạm gì, nhưng mà còn cái này là tôi thấy quá xạo quá giả dối là tôi không tin. Chính xác à. Chứ còn bây giờ cái gì mà con đứa con bé con nít lớn vậy mà cuối cùng mình gặp mình phải tôn sùng nó, mình nói đó là chuyện đó là dơ dẫn, cái chuyện đó là không tin được. Cái này cũng như là mượn danh đạo mà tạo danh đời, bây giờ cuối cùng thấy trong giai đoạn cái đất nước cái xã hội kinh tế có khi nó đi lên có khi nó bị chậm xuống thì cái đó là bình thường, trời ở khi nắng khi mưa. Còn cái vấn đề này á, giữa lúc này cái giữa dịch bệnh vừa rồi cái kinh tế lúc này hơi khó khăn này kia nọ, cái bao nhiêu người á đầu óc hơi túng quẫn chút xíu, cái dựa vào cái dĩ đoan này, cái cuối cùng cái nó dựng lên đợt này là nó trúng máy lớn, bị bao nhiêu người thấy khủng hoảng quá nè, trời ơi Bồ Tát xuống mà cứu độ chúng sanh đây ráng mà dịnh nhờ cái, bởi vì chưa gì hết mà có người còn điện tới mà xin mà để cho nó trị bệnh mà đúng rồi làm đúng sao rồi mà trị được. Cái chuyện đó sẽ là tào lao, nó gọi là tào lao luôn á, mấy người nào quá trời mù quáng luôn. Nói thiệt cái bệnh mà không đi bác sĩ là chết chắc, chứ đừng có nói chuyện xàm xàm xí. Cũng như cái thời kỳ mỗi lần đó hồi xưa đó, tôi có nghe nhiều ông bà nói cũng như người đó đang sần sẩn vậy đó, ngã ra cái chết thì chẳng qua bây giờ đột quỵ đó anh, khoa học người ta chứng minh bây giờ đột quỵ đó đâu có bệnh gì đâu, sần sẩn vậy ngã ra chết thì hồi xưa nói đó là bà có gì đâu, không phải mình nói thì rõ ràng đó, nhưng nhìn cho kỹ đi nó thiệt chứ. Bây giờ mà hở quan tim mà không đem máu giờ mà không đem mà bác sĩ mà mổ ha, đút vài cọng tem vô hả, không ngã ngang chết thành dịch sao đâu, Bồ Tát đâu gì vuốt thử coi. Rồi nó bây giờ lên mấy cái bệnh ung thư cứu dân độ thế đó, bây giờ lên trên bệnh viện mấy cái bệnh đó thì đâu phù phép thì làm cho người ta hết bệnh đi, rồi cuối cùng là bao nhiêu người khỏi cần lên mạng lên cái gì hết trơn á, rồi người ta cũng tự tới đó người ta quỳ lại người ta cũng cúng à. Còn cái này hả làm có được cái gì đâu, đừng có bày đặt xạo, chỉ có người u mê quá thì bắt đầu gạt người ta, chứ mấy người sáng suốt là không bao giờ gạt được người ta đâu. Rồi Trời ơi, ok thiếu gì anh. rồi, thôi bây giờ mình mượn cái kênh của anh mình cũng nói lên bao nhiêu đó thôi, mình thấy bức xúc quá mình mới nói thôi. Thì bây giờ anh em mình tôi hứa là bây giờ tôi vẫn lên nói với anh, dầu thí dụ chúng chặt gì nữa, nếu mà lính của Bồ Tát thật sự thì tôi có tội, còn nếu mà không phải lính Bồ Tát thì người ta xạo mới bốt lội đuôi ra rồi vậy xong. Em Bà con cũng mình cứ đồng quan điểm của anh thôi, thì lính Bồ Tát thì em cũng phải cần cho lính Bồ Tát phải là thể hiện cái một cái minh chứng vào đó để cho bà con họ thấy lính Bồ Tát là cái như là bây giờ phổ độ chúng sanh thế nào, 1.000 kg gạo là cứu được bao nhiêu người,
đó là cứu đói là cứu về tâm linh, cũng phải rõ ràng chứ bây giờ cái lên không gian mạng cái ma mị sao được. Dạ. Chứ tôi thấy nếu mà lính Bồ Tát này xuống đây mà thực hiện á, để cho nó hoàn thành nhiệm vụ được á, mà nó chứng minh linh thiêng được á, thì tôi so sánh vậy tôi thấy mà người ta có thể nhiều người bệnh người ta trị nổi. Bây giờ 1.000 ký gạo trị giá có cỡ 20 triệu, 18-20 triệu hả? Dạ, thì bây giờ tôi thấy bệnh có nhiều người trị cũng vài trăm triệu lần có. Yeah. Vài trăm triệu một khoa bệnh mà chưa hết hẳn nha, vẫn còn uống thuốc hoài mà sức khỏe chưa được bình phục. Nhưng mà nếu mà sự thật lính Bồ Tát này mà có nhiệm màu như vậy á, thì bây giờ cứ lấy vậy đi, người ta cỡ 10.000 ký gạo, 20.000 ký là người ta thừa khả năng. Thành ra từ đó thôi, cái này là tôi cũng yêu cầu thẳng vậy đó, chính lính Bồ Tát thì xuống cái địa phương tôi để giúp cho một ca gia đình này, có lẽ cha con ta được vừa đoàn tụ rồi cuối cùng mình được hưởng quê lợi là một cái nhà quá quy mô mà cả 1 hectare đất đó. Yeah. Thì vậy thôi, tôi biết cái kênh anh em mình nói lên đây, anh Quang lên đây thì gia đình của mẹ bé Tường Lan này cũng nghe. Thì thôi bây giờ dẫn lính Bồ Tát xuống đi rồi giúp cho người ta. Vậy thôi nha. Dạ yeah, ok anh, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh cùng với gia đình sức khỏe nha. Dạ, yeah, cảm ơn. Dạ thưa quý vị, vừa rồi là một ý kiến của một vị khán giả liên quan đến sự việc của bé Tường Lan, và cũng là cái ý kiến cuối cùng trong cái buổi trò chuyện hôm nay. Bà con vui lòng mà cho Lang Thang Sài Gòn xin một lượt like nha quý vị, và cái chương trình tối hôm nay ở Lang Thang Sài Gòn cũng xin phép tất cả các bà con cho tôi kết thúc tại đây ha. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Bye bye tất cả quý vị, và hẹn gặp lại bà con vào cái chương trình tiếp theo.